Chào mọi người nhé. Mình đang sửa một con siêu phẩm của Gigabyte mọi người ạ. Logo với con đại bàng mọi người này. Aorus Z390 Aorus Airline. Con này của một anh khách đi xe ô tô Innova đến chỗ mình để sửa. Với cái lỗi của nó đây mọi người nhé. Mình sẽ bật cho mọi người xem. Hàng cực xịn nhé mọi người ạ. Mọi người nhìn cái tản nhiệt của anh này. Nó có hai quạt nhé, mình vừa tháo ra, mình đang tháo ra để mình sửa nó mà. Tản nhiệt cũng khá bụi, lát nữa xong thì vệ sinh qua cho khách luôn. Nó bị cái lỗi là nó sẽ sáng cái đèn CPU này và nó không nhảy sang những đèn khác nữa. Mình kích nguồn nhé mọi người, để ý này. CPU này, VGA này, RAM và boot này. Thì đỡ CPU này xuống RAM này, sang VGA, sang boot là lên hình nhé. Nhưng mà hiện tại mình kích nguồn này nó chỉ sáng mỗi đèn CPU thôi. Quạt quay nha mọi người nhé. Quạt này cũng quay ấy. Vậy có quạt này quay thì mình quay, nhưng mình vừa tháo rồi. Mình nó rất là khó tháo mọi người ạ. Mình cũng không biết cái tản nhiệt này là loại gì luôn. Mà phải tháo ra đã. Không để này thì mình sẽ không đo đạc được. Sau đó là tháo cả các thứ ra nữa. Dữ liệu của anh ấy khả năng là quan trọng. Nhưng mà anh ấy không tháo ra mọi người ạ. Và bây giờ mình tháo nhá. Xong rồi đo đạc qua một chút xem sao. Không biết có phải là i9 không mọi người ạ. Khách báo mình con này anh ấy dùng để làm phim. Đúng i9 thật mọi người này. Lần đầu tiên mình cầm i9 trên tay mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy không nhỉ? Mình đang kìm cái góc có lét lét một tí. i9 mọi người nhá. 9900K. i9. Mọi người nhìn không ra. Cái con điện thoại này cùi quá. Đây mọi người ơi, i9 9900K mọi người nhá. Quá là ghê, quá là xịn sò. Thôi bây giờ mình sẽ cố gắng sửa nó. Cái này thì cũng chả đo được gì mọi người ạ. Mà phải tháo tiếp mấy cái miếng này ra nữa thì mới đo được. Mình tháo luôn mọi người ạ. Như này mọi người nhá. Mình đang đoán được nó hỏng ở lỗi ở đâu rồi đấy. Nhưng mà không biết là xử lý cái chỗ xong thì có chạy ok không. Mình đo mọi người này, nguồn RAM này 1,2V là ok này. Chỗ này là nguồn 2.5 mọi người nhé, 2.5 ở đây này, 2.5 cũng là ok này. Chỗ này có 3 bức nguồn này, ở đây là 1,24 này. Đây là 1,0 này mọi người này, 1,0 này. Đây cũng là 1,0 này, 1,0 này. Đây sẽ là 1,05 này, 1,05 ok này. Đây sẽ là 0,9 này, 0,95 này, ok này. Và hiện tại đang mất vê co mọi người nhé. Sờ chip không nóng, những con này mà có vê co thì sờ chip nóng sực luôn mọi người nhé. Nó chạy một dàn MOSFET 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 này, 6 này, 9 này 12 này, 13 dàn và 13 phép mọi người ạ. Đúng rồi, 13 phát. Ở đây 6 con, đây 6 con với góc này một con nữa là 13 pha. 13 pha ấy thì pha cuối cùng này là nuôi cho GPU, còn lại là 9 pha này là 12 pha này là nuôi cho CPU mọi người nhá. GPU là cái VGA on nhá mọi người ạ. Ý mình nói là VGA on nhá. Thì hiện tại ấy là nó là mất nguồn. Mất cái nguồn nuôi cho chip thì đó ở đâu rồi nhỉ? Đó ở mặt sau. Đó ở mặt sau mọi người nhá. Mình sẽ đo ở cuộn L này nhá. Cuộn L này nó không lộ ở đây luôn. Đây mọi người ơi. Chỗ này có lộ chân này mọi người này. Chỗ này lộ chân này. Đây đó ở đây nhá. Không có mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ xử lý cái đường đấy thôi. Mong là khả năng là ok. Hiện tại mình đã xử lý này. Nó đang nháy này. Nó đang nháy xuống đèn RAM này mọi người này. Đó, nó đang nháy xuống đèn RAM này. Đó. Một lúc sau sẽ đưa lại đèn RAM đúng. Cái thằng Giga nó hay thế nhá. Lâu lâu ấy, khi mà clear BIOS với các thứ xong 2 ngày và chip sẽ rất nóng, nên là mình sẽ phải tắt nguồn đi. Và mình sẽ phải lấy cái tản nhiệt của mình để tản nhiệt cho chip trước. Sau đấy mình sẽ gắn lại từng thanh RAM một. Con này chỉ có mỗi cổng HDMI thôi mọi người ạ. Nhưng mà nó lên hình hay không thì mình sẽ dùng cái bàn phím nhá.
Sau đó mình sẽ dùng VGA đi. Mình đang có mấy con VGA cần sửa chữa đây. Dùng không biết con quần này mình có kéo nổi con chip hay không đó. Con quần này mình tụt áp mà. Không phải tụt áp mà nó tụt dòng. Dòng cao quá nó không chịu được. Còn lại về áp là nó đủ mọi người nhá. Lúc nào nó cũng đủ 12V nhưng mà dòng nó không đảm bảo được. Tức là nó không đủ 500W đấy mọi người ạ. Bây giờ nó là 500 mà. Một giờ nó 500W nhưng chắc bây giờ nó chỉ còn độ 400W thôi. Con này thì 9.000 nó ăn điện chắc là kinh lắm mọi người ạ. Mình dùng toàn bên H quen mà. Đây mọi người nhá. Xem là mọi người cứ nhìn cái bàn phím năm lóc là nó sáng là bên lên hình mọi người nhá. Bây giờ 4 thanh ra một khách. Mình sẽ gắn thử từng thanh một. Tiếp cái tản nhiệt nó cấn vào thanh RAM mà nó xước tản nhiệt ra mọi người ạ. Con này nó có quy định phải gắn thanh nào trước thanh nào sau không ta? Đó. Kích nguồn này mọi người này. Nó sẽ nhảy nhảy một lúc ấy. Con này hết pin C1 hay sao ấy nhỉ? Nó dừng ở cốt RAM này mọi người này. Dính cốt RAM này thì một là chưa nhận ra à, đấy, nhận ra rồi nhá. Nó sáng đèn, nó sáng đèn. Chờ lắp nóc sáng là ok. Nó dừng VGA xong nó tắt. CPU này. VGA này tắt này. Nó không boot được à? Nó qua này là nó nhận RAM rồi chứ nhỉ? Sao lại CPU nó có đến VGA nó tắt mọi người ạ. Nó có đến VGA là nó tắt luôn. Chưa được rồi mọi người ạ. Có thể mình xem mình xử lý nó lên hình hẳn đi nhá. Hình như mình phải cắm VGA nó mới mọi người ạ. Nó đang lên hình chưa nhỉ? Con này hôm qua mình tắt màn à? Đúng mình tắt màn thật. Lên chưa? Lên chưa ta? Quay đều này. Không thấy nháy đèn nữa này. Sao không thấy lên gì? Mình tắt nguồn thử nhé. Tắt nguồn này. Không tắt được nguồn luôn. Tắt nguồn. Mình tắt nguồn nhé. Tắt được rồi đấy, mọi người ạ. Mình bật lại nhá. Nó lên đèn boot rồi đấy. VGA này. Boot này. Thế lên hình đi chứ. Sao lại không lên gì? Hai con cà cà mới nhận teo thôi. Khoai đây. Nó bị làm sao đây? Mình rút VGA ra phát là nó tắt luôn. Bút rồi mọi người này. Nắm nóc sáng này. Phải gắn VGA vào chứ mới bút được à? Cắm vào đây cũng có thấy nó xuất hình gì đâu. Cái cổng xuất hình của mình cũng thi thoảng mình cũng thấy nó chập chờn. Nhưng mà mình nghĩ nó vẫn xuất được hình chứ. Không lên gì mọi người ạ, chả lên màn hình gì cả. Lăm nóc thì sáng lên rồi, xong lại tắt. À, lăm nóc, mình bật tắt được lăm nóc nhé. Chứng tỏ là vào rồi đấy nhưng mà chưa chạy rồi mọi người ạ, chưa chạy rồi, chưa xuất được hình. Thì mình sẽ kiểm tra lại con cạc của mình, xem có bị làm sao không. Quay ghê. Lên hình ơi mọi người này. Nhưng còn VGA thì mình bị lỗi, mình vừa cần lên C1, chắc anh cài đặt cái gì trong BIOS đấy mọi người ạ. Dẫn đến là việc không xuất hình qua VGA. Có thể là anh xuất VGA on trước, sau rồi đến VGA rời sau. Và bây giờ mình cắm lại con cạc kia, xem sao nhé. Con này của mình đang bị lỗi VGA rồi, đang bị shoulder ở đây rồi mọi người ạ. Lên nào, lên nào, lên luôn mọi người nhá.
vào win luôn này. À đúng rồi, mình đã định cắm win mọi người ạ. Anh tên là Sinh, anh làm phim với mọi người ạ. Mình thử xem mà có bộ phim nào hay ở trong này không. À chết, đây là bí mật của khách mà, lại tò mò rồi, mọi người ạ. Mình cứ sửa bên nó lên chạy ngon lành ok là mình vui rồi. Anh ấy xem kênh thì anh mang cho mình ấy, hy vọng là anh ấy sẽ làm video này luôn. Anh mới mang cho mình trưa ngày hôm nay, mang trực tiếp cho mình luôn. Không biết nhà anh có gần đây không. Mình kiếm một chuột, kiếm con chuột. Anh livestream sao mọi người ạ? Mình thấy có OBS này, có mấy cái phần mềm mà chỉnh sửa video, chỉnh sửa ảnh nha. Adobe CC này, Adobe Photoshop này, Adobe Premium, cái gì đấy mọi người ạ? Toàn phần mềm xịn đâu mọi người ạ. Chắc là mình sẽ treo cho anh lâu lâu một tí, bởi vì một là anh em bảo đang dùng thì nó bị tắt rồi mọi người, thì cũng may là lỗi nhá, mình tìm mà lỗi ngay. Chưa nếu mà nó lỗi một con IC chính nha mọi người này, thì mua mới về nó không chạy mọi người nhá. Con này là phải có, con này nó có phần mềm bên trong, con IC này bản thân IC này có phần mềm bên trong. Mọi người có mua IC mới quang về thì mọi người phải làm phần mềm thì nó mới chạy mọi người ạ, chứ không nó không chạy đâu. Nên mình sợ nhất là nó hỏng cái con này thôi, còn lại những con khác thì mình cũng không lo lắng lắm. Thôi bây giờ mình sẽ rút con cá test này ra, con cá test để lâu nó sẽ khá là nóng. Rồi treo mở ứng dụng gì đấy, treo video. Anh đẹp ghê chưa, đây có hình con đại bàng rồi mọi người này. Chắc anh tận dụng cả sức mạnh của AI các thứ nữa. À mình xem CPU có nóng không, chưa nhận driver ấy mọi người ạ. Nhưng mà thôi kệ thôi, không để nhận driver làm gì, bởi vì là về anh ấy cắm VGA của anh ấy thì nó lại bình thường mà. Mọi thứ thì mình nghĩ là bình thường thôi, bởi vì anh vẫn đang dùng bình thường, mạng ok, âm thanh ok, tí mình sẽ test hết lại. Chỉ bị duy nhất cái lỗi là đang chạy nó sập, xong rồi lúc thì bật lại kêu lên, rồi một lúc nó tắt, còn lúc thì lại không lên được nữa. Mình sẽ kết thúc video sửa chữa tại đây luôn. Và mình đã sửa thành công được một chiếc Gigabyte Z390 Aorus Airline với phiên bản rất là to, full size, của một anh khách nhá, chuyên về làm về đồ họa mọi người nhé, chuyên làm về đồ họa, rất nhiều công cụ đồ họa trong máy của anh ấy. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Live VC. Nếu thấy video này hữu ích thì ấn like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cần sửa chữa hãy liên hệ mình qua phần mô tả của video nhé. Chào tạm biệt tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày vui.